chưa hả? Đấy. Sao nhà có một cái? Lấy về cho bố. Lấy về đấy. Chất lượng đấy. Mẹ sẽ bán chất lượng. Chất lượng. Chất lượng. Mì đâu?
bảo đúng rồi. Để ở đây nhá, kẹp tay nhá. Thôi, cái này. Ôi cái kia vào trước rồi. Cái này nữa. Ái ồ, cái kia bay rồi. Cái này. Bỏ xuống, con bỏ xuống. Cái này. Cái này. Rồi. Lấy nhiều thế. Ừ. Ở đây có một cái rồi. Để bố mấy con này nhá. Mang cho bố rồi. Ừ, cất ở trong nhà ấy nhá. Ừ. Bố đây rồi. Các chén bố nhấc đi nào. Con nhớ được chứ. Cửa của mẹ được rồi. Con trẻ này. Trẻ mặt. Nó chưa cả. Nó vừa đi kiểu bao nhiêu đây. Tầm 20 con chân mà một khoan lứa là chiếu hay là em khoan nón này tôi để khá khôn như thả cái gì
luôn. Bật lưu à. Con chào bố chưa? Con đi học về con chào bố chưa? Bố. Ừ, thế rồi. Con chào ông bố. Vâng. Ô tô này, ô tô cần gì? Để xúc cát. Để xúc cát à? Đây, chở một cái đinh, có một cái đinh ở đây. Ta mới chở một đinh đâu. Thế con ở đây chơi đi, bố đi làm việc nhá. Ở đây chơi đâu. Thế đi kia chơi á. Thank you.
Con nghỉ nha. Cô làm việc nha. Bắt đầu nha.
mát rồi không thể. Con đợi cả ngày cũng đợi ăn ra đói lắm rồi. Con lợn sạch sẽ chưa? Con sợ mẹ đấy. Xem nào, ăn nó. Thôi chờ để tí nhá là xanh.